Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở Đồng Tháp các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Trương các bạn. Anh có giao lưu với anh em một cặp mai. Cặp mai này khá là đỉnh nha. Chân cành zin luôn. Cây thì đang lên xù luôn. Phong rất là cao các bạn ơi. Giờ bắt đầu vô mình quay chi tiết cho các bạn xem. Anh em nào mà thật sự thích thì alo trực tiếp anh Trương để mình giao lưu. Riêng cái cặp này thì anh Trương sẽ giao lưu là một cặp các bạn mới bán nha. Một cây là không có giao lưu nha anh em. Đây, cái này cái phong rất là cao nha. Cái này ở đây thì mình quay cận cận cho các bạn xem ạ. Cái này mình đem về được mấy ngày rồi anh Trương? Dạ mới ngày hôm qua bứng là chiều qua 4 giờ mới về tới đây. Dạ, hàng nóng luôn ha anh. Dạ hàng nóng luôn anh. Cái này là mình giao lưu một cặp với giao lưu ha anh. Dạ một cặp với giao lưu anh. Dạ. Gốc này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Trương? Dạ 5 mét anh. Vàng xương rất là đẹp nha. Đây nè. Quá tay luôn nè. Đặt kẹo luôn nha. Mình đi một vòng tứ diện cho các bạn xem. Cây này thì anh Trương có được chủ nhà chia sẻ các bạn. Cây này là bông chùm nha, bông chín 12 cánh nha. Cây giáo các bạn, bông giáo nha. Vàng xương mình đi tứ diện cho các bạn xem, rất là đẹp. Cây này thì nó lên khoảng gần 3 tấc bạn, bắt đầu nó xây tàn nha. Tàn bên trong nói chung là tứ diện nó đầy dày đặc luôn, nó phân bổ cái lợp của tàn bên ngoài rất là dày các bạn. Cây này nói chung là anh em nào vừa mới xây nhà mới bạn, mình để một cặp này trước cửa là chơi là phong cách luôn, vừa đẹp mà vừa lên tiền nữa các bạn ơi. Rồi bắt đầu vô mình quay cái đế với cái thân cho bạn xem. Cây này lên xu khoảng nhiêu phần trăm rồi anh Trương? Dạ khoảng 80%. Dạ, quá tay là bạn, bít cái mình dưới đây luôn nha. Đây nè, đưa vòng cho các bạn xem. Bộ đế thì mình thấy ở phía trên là tứ diện có hết nha. Nữa mà em lấy cây xương cho thôi. Dạ, cái dạ. Này cây tàn lớn ha. Mình dạ, lấy tàn to, đế đẹp luôn. Phía đồng trên nha. Dạ. Đây mặt mấy gần đế có nha. Dạ, có gần đế hết. Cây này anh mới khai thác phía trên một xíu dạ, thôi. Dạ, mới khai thác phía trên thôi. Cái này bứng là mình giữ lá luôn ha anh Trương. Dạ, giữ lá luôn anh. Đây, xù rất là nhiều các bạn ơi. Cặp nè. Lên tới chi nhánh luôn. Đo đồng thông số chuẩn cho bạn xem bạn. Hoành chuẩn là nhiêu anh Trương? Dạ 70 anh. Rồi 70 các bạn ơi. Một đo một phát một nha. Dạ. Rồi anh Trương sẽ đo cái thân chủ một cái cho các bạn xem hình chung các bạn. Thân chủ là nhiêu anh? Dạ 55. Rồi 55 hoành thân chủ các bạn ơi. Rồi anh Trương sẵn tay anh đo cái đường kính ngang cái bầu này khoảng bao nhiêu anh Trương? Là 360. Rồi 3m6 các bạn ơi. Giao lưu được anh em tết cho bông luôn các bạn ơi. Kịp luôn nha. Rồi góc số 1 nãy giờ mình anh Trương anh có đo chi tiết thông số cho các bạn xem đó bạn. Dở đồng qua mình quay góc số 2 luôn. Xong là anh Trương sẽ báo giá cặp này là bao nhiêu cho các bạn biết. Rồi anh em nào thật sự thiện chí thì alo trực tiếp anh Trương để mình giao lưu các bạn ơi. Rồi tiếp theo các bạn ơi, quay góc số 2 luôn cho các bạn xem nha. Đây góc này cũng phong khá là cao các bạn. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Dạ khoảng 4m rưỡi. Rồi 4m rưỡi. Dạ. Dạ. Từ 4m cho đến 4m rưỡi anh. Dạ. Tán ngang khoảng nhiêu anh Trương? Tán ngang 4m. Tán ngang 4m. Dạ. Bộ tàn rất là đều các bạn ơi. Dạ đều. Cây này mình có lâu lâu mình có cắt tàn chỉnh sửa đồ vô không anh? Dạ, anh Trương có cắt xương vô cái đầu đỏ. Dạ cho nó đều tàn ha anh. Dạ. Hai cái này là mình đứng một chỗ luôn ha anh Trương? Dạ một chỗ luôn, một chỗ luôn anh. Rồi đây là một cặp các bạn ơi. Anh dạ. Em nào sở hữu cặp này là cũng ok các bạn ơi. Tuổi đời thì anh Trương chia sẻ là khoảng 60 năm trở lên các bạn. Dạ. Cây nha. Vàng xương cây nào cũng ok hết các bạn ơi. Cây này ảnh Trương kỹ thuật các bạn ơi. Ảnh bứng là mấy anh về anh em là chơi bông tết luôn. Khỏi lấy lá luôn. Cây này đặc biệt bộ đế nó rất là VIP nha, đẳng cấp luôn. Xíu nữa mình quay cho các bạn xem. Đây là vàng xương bên trong nha. Không lỗi luôn. Đặc sệt luôn. Đóng cửa lại coi. Rồi đây là cái bộ mặt tàn phía bên đây các bạn. Đây nè. Nói chung cái vàng tàn với bộ xương này anh em nào mà đến tham quan trực tiếp á, anh em là khỏi đường chơi luôn nha. Đi một vòng nha. Cây này có một cái ụ đế rất là lớn. Đây nè. Ụ đế khủng luôn. Củ to. Cây này củ khủng luôn các bạn ơi. Cây dạ. Này anh Trương anh chia sẻ là cây đang nhóm xù các bạn. Dạ. Đang sung nha, rất là sung. Đang lên. Dạ. Nguyên cái củ đặc luôn.
Cây này anh cũng bứng cái bồ lớn các bạn ơi. Mình về Tết anh em chơi bông luôn. Đây nè, đấy quá lực luôn, đưa tay cho bạn so sánh nha. Cây nói chung hai cây này rất là đẹp, sạch đẹp, không thẻo tích nha, liền lạc luôn. Theo mình thì cái cây này nó, anh nói chia sẻ là 60 năm nhưng mình thấy nước da nó còn tơ các bạn, còn mực ô nha. Cây này anh em nào mà sở hữu thì anh em trồng thêm nó, tương lai này nó phát nhiều nhiều quá. Rồi em nhờ anh Trương đo thử thông số là khoảng nhiêu anh? Dạ. Rồi anh Trương ơi, quan chuẩn là nhiêu anh Trương? Dạ 65 anh ơi. Rồi 65 ha anh. Thoát phân nhiêu anh Trương? Dạ 30. 30 ha anh. Dạ. Rồi bắt đầu anh Trương, anh đo em cái củ đế là khoảng nhiêu anh Trương? Củ đế quá lớn rồi, quá khủng luôn các bạn ơi. Dạ. 33. Rồi nồi đế nhiêu anh Trương? Dạ 33 anh. Rồi 3m3 ha anh. Dạ. Rồi ok anh ơi. Dạ. Rồi quay lại một vòng nữa cho các bạn xem lại bộ đế lại nha. Cây này cái củ là hết ý luôn các bạn ơi. Dòng đế thì anh Trương đo được là khoảng 3m3 bạn, là mặt phía đây các bạn. Bầu lớn nha, cây này bao sống khỏe cho anh em luôn. Rồi quay lại một vòng nữa cho các bạn xem là bảo tàng này nha. Đây một cặp mấy các bạn. Rồi anh Trương ơi, nếu mà anh em nào thiện chí muốn sở hữu cặp này thì mình giao lưu với anh em giá nhiêu vậy anh? Dạ 650 triệu. Dạ là dạ. Giá này mình có còn thương lượng gì nữa không anh? Dạ còn anh. Vậy còn dạ. Tiền vận chuyển này kia nữa cho anh em nữa. Dạ rồi cái này nếu anh em là thiện chí thì liên hệ với anh hay anh Trương? Dạ số điện thoại là 077 66 63 612. Dạ rồi dạ. Ok anh ơi.